Thưa quý vị, mặc dù câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vẫn đang ngự trị ở trên đầu bảng xếp hạng, họ bỏ xa đội xếp thứ hai đến 6 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không thể chủ quan trong cuộc đua vô địch, bởi vì trận thua trước Hải Phòng đã khiến cho câu lạc bộ này trở thành một đội bị thủng lưới nhiều thứ hai ở V-League 1 2023-2024. Cú ngã ngựa ngay trên sân vận động Thiên Trường chính là hồi chuông cảnh tỉnh để cho đội bóng Thành Nam xem xét lại đâu là điểm yếu của mình cần phải khắc phục. Hòa LP Bank Hoàng Anh Gia Lai rồi thua Thể Công Viettel, kết quả này có thể được coi chỉ là tai nạn với Thép Xanh Nam Định. Nhưng không, người hâm mộ có quyền nghĩ khác khi thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục để thủng lưới tới 4 lần ngay trên sân nhà Thiên Trường trước câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 20 V-League. Phút thứ hai, Văn Khánh phá bóng không tốt để Hải Phòng phản công và ghi bàn. Đến phút 38, Empande dễ dàng vượt qua hậu vệ Thép Xanh Nam Định trước khi kiến tạo cho Lucao nhân đôi cách biệt. Tiền đạo này sau đó còn ghi thêm 2 bàn giúp Hải Phòng dẫn 4-0 ở phút 52. Chúng tôi thua sớm từ những pha chuyển đổi phản công của họ. Hải Phòng đã khai thác tốt cái điểm đấy. Và cái thứ hai là cái bóng hai của chúng tôi không tốt. Do vậy là chúng tôi đã để thua từ những cái tình huống như vậy. Sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự Thép Xanh Nam Định không chỉ trong trận đấu này mà còn thể hiện ở việc để thủng lưới 32 lần, chỉ ít hơn một bàn so với đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Khánh Hòa. Hàng công Nam Định rất là mạnh, nhưng hàng phòng ngự Nam Định không tốt. Thì Nam Định bây giờ 4 bàn hôm nay cũng là 32 bàn. Phong độ người ta chưa được tốt thì đã thua sự việc theo trận vừa rồi. Nếu như là tôi nghĩ rằng từ Nam Định thì chắc chắn là sẽ vô địch. Hàng công sắc bén và hiệu quả chính là cứu cánh của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Trong một thế trận khó khăn trước Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định vẫn có được 2 bàn gỡ. Dù thua 2-4, nhưng đội chủ sân Thiên Trường còn sáng cửa vô địch bởi ở vòng 20, các đối thủ cạnh tranh như BKMX Bình Dương hay Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng đều nhận thất bại.